Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục với những thông tin dự báo thời tiết từ chị Lan Chi. Xin chào chị Chi. Như vậy là sau gần một ngày vào Biển Đông thì không biết là thời điểm này bão số 3 đã diễn biến như thế nào rồi và đâu là những vùng biển của nước ta chịu ảnh hưởng mạnh nhất từ cơn bão số 3, có thể đưa ra dự báo từ ngay thời điểm này thưa chị Chi. Vâng, anh Hoàng Dương, lúc này thì bão số 3 vẫn đang nằm trên khu vực phía đông của Bắc Biển Đông và cường độ bão thì đã mạnh thêm lên đến cấp 10, giật cấp 12. Và dự báo là 3 ngày tới thì bão sẽ di chuyển với tốc độ là từ 10 đến 15 km/h, tiếp tục mạnh lên. Đến 13 giờ ngày 6 tháng 9 thì cường độ bão có thể mạnh đến cấp 14, giật cấp 17 khi ở trên vùng biển phía đông của đảo Hải Nam Trung Quốc. Sau đó thì bão sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ và cường độ ít có sự thay đổi. Còn trong một ngày tới, bão chủ yếu gây thời tiết rất xấu ở trên biển. Cảnh báo vùng nguy hiểm là phía bắc của vĩ tuyến 17 độ Bắc và phía đông của kinh tuyến 115 độ Đông, chính là vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực này đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Ngoài ra, bão số 3 sẽ nối liền với giải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua khu vực Trung Trung Bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở phía Nam sẽ tiếp tục gây mưa dông cho nhiều tỉnh thành ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Cụ thể, trong tối nay và chiều mai, ở Tây Nguyên Nam Bộ tiếp tục mưa diện rộng. Lượng mưa phổ biến là từ 20 đến 40mm và có nơi mưa rất to, vượt 80mm, đề phòng lốc sét, gió giật trong cơn dông và ngập úng ở những vùng trũng thấp, các khu đô thị. Với khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, Bình Thuận, trong tối nay cũng có mưa dông rải rác, có nơi mưa to trên 60mm, cũng cần phải đề phòng đến lốc sét, gió giật và ngập úng ở vùng trũng thấp, cũng như là sạt lở đất cục bộ ở vùng núi. Trở ra Bắc Bộ, một vài nơi có mưa dông trong đêm nay, sang ngày mai thì trời nắng và oi nóng. Nhiệt độ cao nhất toàn miền phổ biến trong khoảng 32 đến 34 độ C. Riêng Hà Nội hay là Cao Bằng, nắng nóng 35 độ C. Sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai. Hà Nội dự báo đêm nay có lúc mưa rào kèm dông, nhiệt độ thấp nhất 27 độ C. Ngày mai trời nắng, nhiệt độ chạm mức nắng nóng 35 độ C. Huế dự báo đêm nay cũng có lúc có mưa, trời mát, nhiệt độ thấp nhất là 25 độ C. Ngày mai trời nắng và nóng, nhiệt độ cao nhất 35 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh tối và đêm nay có mưa dông, nhiệt độ chỉ khoảng 24 độ C. Sáng đến trưa mai trời nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất là 31 độ C. Sau đó sẽ chuyển mưa và có lúc mưa to kèm theo dông mạnh.